kiếm mang cơ hồ là lướt qua ngay sau lưng của Đường Tam, đâm xuống mặt đất, mà tên Đan Đình Hạc yêu kia cũng không có cơ hội khống chế nó nữa. Trường kiếm trong tay không ngừng lập lóe, hóa thân thành từng ánh kiếm phá vỡ vết nứt không gian do Khổng Tước Linh mang tới. Trong phút chốc, không khí trên không trung quay cuồng, chiến đấu giữa hai bên ngay lập tức được đẩy lên trên cao trào. Ở bên kia, bàn tay của Đường Tam đã dán lên ngực của đối thủ. Thành thật mà nói, nếu đối thủ không phải là tộc Thì Quang Ngạc thì Đường Tam cũng sẽ không dễ dàng vận dụng Tử Cực Ma Đồng, dù sao đây cũng là một trong các át chủ bài quan trọng của hắn, hơn nữa còn là một năng lực không thể nào dễ dàng giải thích là từ huyết mạch. Nhưng trước mắt là huyết mạch chi lực của Thì Quang Ngạc cửu gia đỉnh phong, hắn không thể nào bỏ lỡ. So với chở cổ lý tăng lên thì tuân vệ huyết mạch chi lực của đối thủ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Về sau khi hắn luyện chế tới thời không đạo tiêu thì cần có khả năng khống chế thời gian mạnh mới có thể để thời không đạo tiêu phát huy ra uy năng càng lớn, cho nên hắn thả sáng sử dụng Tử Cực Ma Đồng, cuối cùng là cùng với mình có cơ hội tiếp xúc với đối thủ. Khả năng phòng ngự của Thì Quang Ngạc so với lực lượng phòng ngự của Hoàng Kim Mạnh Mã đúng là một trên trời một dưới đất. Hắn căn bản không cần dùng Khổng Tước Biến truyền tống, trực tiếp mở ra năng lực thôn phệ của Sư Hổ Kim Cương, đồng thời thì một đạo âm dương nhị khí rót trực tiếp vào cơ thể của đối phương. Tinh thần lực lượng của tiên Thì Quang Ngạc này đúng là khá mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ cần một giây đã có thể khôi phục khả năng khống chế. Thậm chí khi mà ý thức vừa mới khôi phục một phần, hắn đã muốn thi triển Thì Quang Biến để thay đổi tốc độ thời gian. Nhưng đã không kịp nữa rồi, tay của Đường Tam đã ấn trên ngực của hắn. So với yêu quái tộc phổ thông, phòng ngự của Thì Quang Ngạc cũng không tệ, trên lân phiến trên người sinh ra lực lượng phòng ngự mạnh. Đáng tiếc thì hắn là đối mặt với uy năng của Sư Hổ Kim Cương có đường huyết mạch cấp 1. Năng lực thôn phệ bắt đầu hấp thu huyết mạch chi lực của hắn, huống chi còn có Huyền Thiên Công cũng có năng lực tương tự làm hậu thuẫn. Âm dương nhị khí rót vào, khí tức chí dương chí âm cơ hồ ngay lập tức làm nhịp tim tên Thì Quang Ngạc tăng lên gấp 3. Nhịp tim dữ dội làm tốc độ vận chuyển huyết mạch bảo tăng, nồng độ huyết mạch cũng theo đó tăng mạnh, nhưng cũng vượt qua khả năng khống chế của hắn. Sự hỗn loạn ở trong cơ thể làm tên Thì Quang Ngạc này trợn tròn mắt, thời gian vừa tới biến hóa lại đột nhiên ngừng lại. Xin lỗi, âm thanh của Đường Tam vang lên bên tai của hắn. Ngay khi tên Thì Quang Ngạc còn chưa hiểu rõ thì năng lực thuần phệ kinh khủng đã bộc phát mạnh nhất, trái tim đang đập dữ dội kia đột nhiên nổ tung, thất khiếu đồng thời chảy máu. Tên Thì Quang Ngạc đờ đẫn nhìn đối thủ của mình, sau đó thì hắn cũng cảm giác được huyết mạch đang sôi trào trong cơ thể của mình đang bị đối phương điên cuồng thuần phệ. Ngay sau đó uỳnh một tiếng dữ dội, thân thể tuyển thủ Thì Quang Ngạc nổ tung, hóa thân thành huyết vụ bay tứ tung, quang mang đỏ rực tỏa ra bao phủ thân thể của Đường Tam. Vì muốn thuần phệ với tốc độ nhanh nhất, hắn không thể nào không dùng loại phương thức cực đoan này. Vì không muốn để tên Thì Quang Ngạc làm bại lộ năng lực của mình, hắn lựa chọn đánh chết đối thủ, từ đó xóa sạch mọi dấu vết. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Từ khi tranh tài bắt đầu, Đường Tam đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên trên tử quang và dùng tay phải vỗ nhẹ. Sau đó thì tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh lại thay đổi. Mỹ công tử cùng với Đan Đình Hạc yếu còn đang chiến đấu trên không trung. Phía dưới thuyền thú thì Quang Ngạc đã bị Đường Tam đánh một chưởng mà chết, hóa thân thành huyết vụ bay tán loạn. Tổng cộng thời gian cũng chỉ mất vài giây mà thôi. Sắc mặt của Đường Tam đỏ ửng, thân thể kẽ lung lay, thở sâu mới kìm nén được khí huyết trong cơ thể sôi trào. Tình trạng này không phải vì hắn bị thương, mà bởi vì thuần phệ huyết mạch chi lực của tiên Thì Quang Ngạc quá nhanh. Đây dù sao cũng là huyết mạch chi lực của một vị cường giả kiểu gia đình phong, dùng tốc độ như vậy thuần phệ, Đường Tam cũng có áp lực rất lớn. May mắn hắn đã hoàn thành, sau khi thuần phệ lần này, hắn nắm chắc có thể đem lạc ấn Thì Quang Biến tăng lên kiểu dài, trước lúc này cũng sẽ không xuất hiện biến vấn đề cường độ huyết mạch không đủ. Trên không, khi mà thân thể của tiền thủ Thì Quang Ngạc nổ tung, Đan Địch Hạc yếu cùng với Mỹ công tử khụm lại một chút, Mỹ công tử có một chút ngốc trẻ, còn kiếm ý thức hàn ý của tên Đan Địch Hạc yếu kia trong nháy mắt đã lộn xộn. Sau một khắc này, hắn nhìn thấy Đường Tam đã ổn định lại và ngẩng đầu lên nhìn hắn, truyền tống trận bàn trong tay cũng theo đó nâng lên. Hừ, tên Đan Đỉnh Hạc yêu hét lên một tiếng không cam lòng, hai cánh đập đống, trường kiếm run run phá từng đạo vết nứt không gian đang tấn công mình, trong chớp mắt bay ngược ra, rời khỏi đài thi đấu. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình có sức để chống lại hai tên đối thủ, nhất là ở trong đó có một tên có thể giết chết đồng bạn của mình. Ở trên ghế quan chiến, Ma Văn Võ quay người, dùng sức vỗ cái bàn trước người cha của mình. Đúng vậy, ghế khách quý có bàn phía trước, ở trên còn có nhiều loại hoa quả cùng với đồ ăn.
Ba ba, ngày thấy chưa, thấy chưa? Nếu không phải ta da dày thịt béo thì ngày đã không còn con trai rồi. Hiện tại thì ngày đã biết đối phương hung tàn như thế nào đi. Ta làm sao có thể cố ý thua tranh tài đây? Ngày nhìn một chút đi, gia hỏa này đáng sợ cỡ nào, bị hắn cận thân chính là chết. Phòng ngự của tộc thì Quang Ngạc cũng không yếu, nhưng lại ngoẻo dễ như trở bàn tay. Đùng một cái, phụ thân của Mao Văn Võ lại đập vào đầu hắn. Ngươi còn dám vỗ bàn với lão tử? Ta... Cuộc trò chuyện của hai cha con này không có ảnh hưởng đến tâm tình của các đại quý tông chuyên khí khách quý. Đây không thể nghi ngờ là một trận tốc thắng. Giống như Mao Văn Võ nói, nhân loại kia rất kỳ lạ, không dễ dàng để hắn cận thân. Nếu không dường như thật sự không thể nào ngăn cản được. Trong tình huống này, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cũng thua. Ai dám nói mình có lực lượng phòng ngự mạnh hơn Hoàng Kim Mãnh Mã đây? Tộc trưởng bộ tộc Thì Quang Ngạc cùng ngồi ở một chỗ khách quý, lúc này sắc mặt càng ngày càng trầm ngưng. Tộc Thì Quang Ngạc vốn có số lượng thưa thớt, một tên họ bối tinh anh như vậy liền bị giết chết, hắn làm sao có thể không giận. Nhưng quy củ của tổ đình tinh anh đại tái còn đó, dù hắn phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống đứng bên cạnh Đường Tam. Đối với chuyện Đường Tam đánh chết tên Thì Quang Ngạc, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Cho tới bây giờ nàng cũng không có xả nhân xả nghĩa. Nhân loại bị yêu quái tộc cùng với tình quái tộc áp bách làm nô lệ, dễ dụa sinh tồn. Không biết có bao nhiêu người chết trong tay của bọn chúng, nàng cũng đã giết không ít như yêu quái tộc. Ta còn chưa phát huy ra được thực lực thì đã kết thúc. Kiếm pháp của gia hỏa kia thật lợi hại, Mỹ công tử thấp giọng nói. Đường Tam mỉm cười, lần sau sẽ để cho người phát huy nhiều hơn. Tâm tình bây giờ của hắn rất tốt, lạc ấn thì Quang Ngạc này có thể nói là sàn sưởi ấm trong ngày. Điều này cũng làm cho hắn suy nghĩ có nên tăng lên tu vi tới cửu giai hay không. Về sau trở về thành gia lý sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mỹ công tử muốn thượng vị không phải là chuyện dễ dàng. Điều này cũng yêu cầu hắn phải có thực lực mạnh hơn mới bảo hộ được Mỹ công tử. Xem ra mình cần chuẩn bị đột phá cửu giai, tiếp theo đem từng lạc ấn của mình tăng lên đến cửu giai, sau đó làm chuẩn bị để tương lai cùng trùng kích thần cấp. Trước khi đến tổ đình, Đường Tam cảm thấy quá trình này cần ít nhất là vài năm thời gian, nhưng sau khi đến tổ đình, thu được nhiều tài nguyên và kỳ ngộ, không thể nghi ngờ là thời gian này đã được rút ngắn. Đây cũng là tình huống hắn cảm thấy rất vui khi mà nhìn thấy. Hai người dắt tay nhau xuống đài, Mỹ công tử nói, kết thúc sớm như vậy, ngươi đi về thẳng sao? Đường Tam gật đầu nói, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện, ngươi thì sao? Mỹ công tử nói, vậy ta cũng trở về, thiên chi huyền viêm đại bác tinh thâm ta cũng cần lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, Đường Tam thật sự là muốn đi bồi nàng, nhưng vì tương lai hắn chỉ có thể kiên nhẫn, kiềm chế xúc động mà gật đầu nói, được vậy thì chúng ta ngày mai gặp. Hắn còn cần đến linh tề thương hội một chuyến, đi hỏi vé vào cửa xem trận đấu cho các đồng bạn. Sau đó hắn phải đến núi Thiên Dương và núi Địa Âm tu luyện, cũng như hấp thu một bộ phận năng lượng Thì Quang Ngạc mới thôn phệ, đem lạc ấn Thì Quang Ngạc của mình tăng lên đến bát giai đỉnh phong. Những chuyện này cần đến thời gian. Mỗi một ngày ở tổ đình, tốc độ tu luyện đã vượt xa thành gia lý bên kia. Đường Tam đã nghĩ kỹ, sau khi trở về và luyện chế thời không đảo tiêu thì phải ưu tiên luyện chế năng lượng truyền tống viễn trình để tương lai đến tổ đình được thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian. Hứa huynh có ở đây hay không? Đường Tam bật máy truyền tin mà Hứa Tự Nhiên đưa cho mình lúc trước và bắt đầu liên lạc. Cơ hồ ngay lập tức, âm thanh của Hứa Tự Nhiên đã vang lên. Đương nhiên là có, Tu La huynh, ngươi thật sự quá lợi hại, không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới. Ngươi sao lại cùng với tiểu công chúa tham gia thi đấu hai người rồi? Đường Tam nói, chuyện này khá sái, ngày đó khi mà thành chủ đại nhân mang theo tiểu công chúa đến báo danh, ta vừa vặn cũng đang ở đó, sau đó chúng ta gặp nhau. Ngươi yên tâm, các đồng bạn của ta không có báo danh, chỉ có một mình ta cũng sẽ chú ý khiêm tốn một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tự Nhiên khách khí vượt quá dự liệu của Đường Tam. Có thành chủ đại nhân xác nhận, dù ngươi có gây chú ý cũng không sao. Cùng lắm thì nói ngươi là phụ thuộc khổng tước yêu tộc là được. Tu La huynh, không biết ngươi có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một lần, ta lúc này cũng đang xem thi đấu, ngươi hẳn vẫn chưa đi. Đường Tam nói, ta vừa đi xa, vậy ta chờ người ở cửa. Nghe âm thanh của Hứa Tự Nhiên có chút vội vàng. Đường Tam mỉm cười, hắn biết vì sao gia hỏa này lại muốn gặp mình. Không lâu sau đó đã thấy Hứa Tự Nhiên quần áo mộc mạc đi xa, nhìn thấy Đường Tam thì nhanh chóng bước lên, vội vã là đầy thân thiết.
Tu La huynh, ngươi thật sự quá lợi hại, thi đấu cá nhân, thi đấu hai người không ngừng chiến thắng, thật sự cường đại. Vừa nói thì hắn vừa giơ ngón cái lên với Đường Tam. Đường Tam cười nói, chỉ là nỗ lực hết mình thôi, cũng coi như là chuẩn bị cho tương lai. Hứa Tự Nhiên nói, vậy thì lần này khẳng định người sẽ có một tương lai sáng lạng. Đi, chúng ta đi tới nơi an tĩnh, nơi rồi nói chuyện. Được, Đường Tam đáp ứng. Một chiếc xe ngựa sang trọng của Linh Tê Thương Hội rất nhanh đã đi tới. Đường Tam theo Hứa Tự Nhiên lên xe. Biểu hiện của Hứa Tự Nhiên khác trước rất nhiều. Trước kia thì hắn coi trọng nhất là quan hệ giữa Đường Tam và Pháp Trận Đại Sư, coi Đường Tam là cầu nối làm ăn. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến Đường Tam thì ở đấu tổ đỉnh tinh anh đại tái thì mới hiểu được mình vậy mà phạm vào một sai lầm rất lớn.